Xin chào các bạn, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mắt trước. Sau đó mình sẽ tô bụng bông hoa này màu đỏ. Tiếp theo sẽ tô lá cây. Con này mình sẽ tô màu hồng. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.